Ok, thôi lên em. Đúng 0 giờ thì tôi tiếp tục con game du xanh đây. Hiện tại có hai bạn. Mà tôi không hiểu sao hai cái icon nó lại khác nhau nữa. Thì lúc đầu tôi chơi trên cái bảng trên Xbox này. Chơi cái bảng trên Xbox này đó. Nó có trên PC Game Pass á, anh em cứ mà đăng ký Game Pass thì chơi thoải mái luôn. Nhưng mà sau đó thì bên Team Dev họ có gửi key vô tôi, chứ bên giờ team mà tôi mới tải về để lên chơi team nè. Thì cũng mới vô setting thôi chưa có chơi lại, thì cũng phải dùng phần mềm để chuyển mà cái file xét bên Xbox qua bên Steam á, nên thành ra nó hơi mất công tí. Thì ngoài ra là bên dev họ cũng tặng cái giveaway cho tôi nữa, cái bộ giveaway này gồm 5 cái code game trên Steam dạng giveaway. Anh em nào muốn tham gia thì nên view dev kênh tôi cũng để trong cái video lần trước á, đây trong cái video mới đăng mà cái bản hồi chiều hồi trưa gì đó. Đây nè, tôi cũng để một cái dưới bình luận nè, với một cái ở dưới ngay đây phần mô tả, anh em nào tham gia có thể tham gia. Hiện tại thì tôi không biết còn không, tổng cộng là có 5 key, tôi chỉ đăng VOZ này với Game VN thôi, thì có hai anh em là nhận rồi nè, hai bác đã nhận rồi, có tách chứ mà Ikagut thì tôi không biết còn nữa, anh em cứ vô đó nhận thì hy vọng thôi. Thì bây giờ tôi sẽ vô game. Bên dev họ tặng bên Steam mà, nên tôi sẽ chơi bên Steam. Chuyển cái file xếp ngoài. Thì hồi chiều là tôi vô bắt đầu cái chương 5 này. Bây giờ đi tiếp từ cái chương 5. Game này khá là cuốn à. Vậy, vẫn là cái auto xếp. Hy vọng là nó xin được cái file xếp bên Xbox mà. Đây, continue. Mình đứng ngay cái chỗ này là thấy ngay cái map chương 5 này đó. Game này nó đặc biệt chỗ đó này. Khi mình xếp game, mình load game á, là nó ngay cái vị trí đó luôn. Gió rất là to nha. Cảm giác như là mưa bão luôn rồi đó. Đây, leo đường này lên đây. Đi, gió là thổi mình bay rất là cao nha. Đây, chỗ này có thể nhảy lên được. Không nghĩ đâu, vô đây mình cắp con dây vô được rồi. Đâu nữa ta? À, giờ bên trái. Không, gỡ chỗ đó đi. Gỡ chỗ này luôn. Sẽ leo lên lại từ chỗ này. Đó. Nhảy qua phải qua ta. Thư giãn ra. Hồi nữa được. Ấy da. Sai rồi. Không, vô đây để hồi đây thử từng cái đi, mình bắt đầu lại. Ok, giờ leo lên vậy. Cấp đây, cấp đây. Đấy, đấy. Chưa, từ từ.
dậy xuống chút nữa được không ta? Không tới. Thêm tí nữa. Đứng dưới cái gì á, hình như dây dài quá nó dưới, thu dây ngắn lại thôi. Lên tới được hả? Tại sao? Phải canh lúc gió thổi lên. Còn tôi được cả. Đã giờ mất nhiều quá rồi. Cầm lại, cầm lại. Để tiết kiệm hơi lực mới được. Đoạn này bắt đầu khó rồi đó. Bây giờ canh gió thổi lên. Mình nhìn cái hướng gió nó hỏi bên nào mình nhảy bên đó mới được. Kìa kìa kìa, bên trái có được rồi. Từ giờ đợi cái gió nhìn theo hướng cái con bay bay á. Kìa, ngay chóc luôn. Cái này mỗi lần nó mở ra thêm một cơ chế nó rất là hay. Đây nhảy qua đây hả? Chỗ nghỉ chân không vậy? Nghỉ tay không chứ? Quên. Giờ đợi cái này nó xuống mình bám vô. Thì chắc nó sẽ đưa mình lên. À đây cái chỗ nghỉ đây. Ây! À. Luôn đi, không cần nghĩ đâu, tự tin.
Ok. Cái gì? Rồi camera nó giật thế. Alo. Mình sẽ canh cái nút giao giữa hai cái cục này. Lên lên lên, ok. Dây vô khi mình đi xa quá cái dây nó bấm không tới nữa. Tôi đang đi coi giờ mình đi đâu cái này, tôi nghĩ là sẽ bấm vào cái cánh bển thôi. Không rồi, móc đây không. Cố lên. Bên phải vẫn còn đường thì anh em ơi. Bên phải có cái cây đó là sao ta? Trái hay phải? Giờ đợi nó đưa mình qua cái móc bên đây rồi mình móc dây lên cho này, gọi là có xe gió. Để đi. Uống miếng nước ăn miếng bánh nè. Lên đi. Từ đó tôi nghĩ là một hồi sẽ đi vòng cái đó thôi. Ý, gió lớn gì? Thu dây, thu dây. Mình có hai đường để đi nè. Nhưng mà tôi bấm đáp lên chứ. Có khả năng mình phải đi bên trái để đi xuống dưới.
Ở dưới mình có cái hang gì đó. Chỗ này là hình như đi lên rồi. Có mưa đó. Giờ đi vô trong á, phải cho trên là phải đi lên. Mặt trời lặn xuống thì nhiệt độ cũng giảm theo. Mặt trời ló dạng thì nhiệt độ lại tăng lên, cơn bão thì không còn gì. Tất cả mọi thứ xung quanh đều gần như dựng đứng. Khổ. Nhìn nó leo là thấy khổ rồi. Đúng là cái chỗ đi xuống thì tôi dự tính. Có khi nào là mình sống trong một con quái vật luôn không ta? Một con quái vật chứa rất nhiều con quái vật nhỏ hơn. Dưới vẫn còn cái gì cơ? Tắt kè. Chỗ bên đó mình qua chưa đâu? Không thể bỏ sót được, tôi sẽ đi qua bên trái đó thử. Rồi, khu này nãy mình bỏ sót nè. Chỉ còn một điểm ở góc trên bên phải nè.
Nó nghe tiếng chó ốc. Lúc trước thì đã nhắc đến một lần rồi. Thực ra cái tiếng chó ốc đó là cái tiếng mạch máu đập. Tiếng mạch máu trong tay mình đập đút cái vỏ ốc vô thì nó sẽ phóng đại âm thanh đó lên. Chứ thực ra là không phải tiếng của đại dương hay là biển cả gì đâu. Nó nổi lên. Rồi, ok. Lên tới chỗ này là gió nó to bắt luôn. Đựng con kia nghe, có thành tựu không? Ê, quên gió đang thổi mà bạn. Phải canh hết gió mình mới nhảy lên được. Gió nó lùa, rung rung mà mình. Ok. Bây giờ đợi gió thổi dữ lên. Chả là mình có thể dưới chân mình gió thổi mình cũng mất hơi lực nữa đó nha. Bám vô. Ok, nhiều lắm. Đó, đựng con thú này đang có thành tựu này. Thì cảm giác FPS nó tụt dưới ta. Chạy sao nó nặng vậy? Bình thường nó chạy được 90 FPS luôn mà.
Medium nó còn đẹp hơn là hai nữa nha. Ồ, đây có đường nữa nào. Nó bơi trong nước này là nó chạy trong đá như đó. Chữ nhiều quá hơi lười đọc tí. Bắt đầu lên đây là có cây cỏ nó tươi xanh hơn rất là nhiều. Ở đây có sẵn cái cọc dây rồi, của ai đó đã từng đi trước rồi. Bây giờ cái gió thổi xuống rồi nè. Không tới à. Còn gió thổi lên rồi. Rồi đi cây. Ok. Lên tiếng nhạc đây kìa. Gió khỏi người cái trên xuống mình đeo không nổi không á. Cái đoạn đường này tưởng là đơn giản nhất nhưng lại là rất là khó. Xây được cái công trình vĩ đại như thế này là quá khủng khiếp.
vẫn còn cao vời vợi luôn. Trên đó như một cái bộ xương. Có xe gió khổng lồ tầng 6 cánh quạt. Cảm giác như là mực nước nó đang tăng lên nhỉ. Đó, bơi đầu như nó bơm nước thì cây cỏ nó mọc lên. Bốn màu sáng à, chỉ là còn thiếu một ô. Mưa à? Đó, con cá voi. Phải. Kìa, nó đón mẹ nó vậy, nó mừng gì là chắc mẹ nó. Hóa ra cái tiếng tù và đó để gọi cái con cá voi này nó trở lại cho mình. Chắc con này nó chứa trong mình cái lượng nước rất là khổng lồ. Nó nhảy được nha, được nha, thanh niên liều vãi. Cắm dây vô, cắm dây vô, mà móc vô rồi. Ê, ê, điều khiển hả? Ừ, đúng luôn. Rồi, đủ thể lực rồi, đang tiếp. Phía trên này bắt đầu có gió, không khí trong lành rồi. Ngọn núi cao nhất thế giới không phải là ngọn núi trên đất liền mà là cái ngọn núi ở dưới lòng đáy biển. Đây là oxy nó lỏng ra, dưỡng khí là không có thở được rồi. Thank you.
từ đầu đến giờ là mình chưa có gặp bất kỳ con người nào khác nha, chỉ toàn gặp mấy cái động vật bò sát với mấy con bò bò thôi. Không biết nhân loại nó còn tồn tại trong đây không? Đây có thể là cái chỗ mà để điện thờ thứ năm nè. Nhìn cái này nó ghê ghê chó, nguyên cái khối nước này mà nó sụp lên đầu mình cái là đi luôn, cái này không leo nữa là đi xuống. Nãy là anh đi Úc, giờ là anh đi đâu? Có gì trong đây không? Không, không có gì trong đây hết, nó chỉ thiết kế cái môi trường cái gì thôi. Ở ra khói luôn rồi, đẹp làm rất là chi tiết anh. Chưa được, được tấm nào để làm cái thông bên ai. Không phải leo lên à? Chắc mình vẫn phải leo chẳng thôi mà đi dạo một vòng nữa. Cái gì đấy? Dép nó không có thiết kế ẩn ý gì cả, đưa mình ra đến đây là bắt buộc quay vô.
leo từ bên này được không bà con? Nó đi được bà, nó đi dọc đây à. Mặt bên này trống trơn à. Tuyết ti không để lại dấu chân nhưng mà vẫn có hiệu ứng theo từng bước. Bốn phía vừa cảm thấy được không? Mình sẽ tiếp tục những hành trình từ mé bên đây. Ủa bên nào? Ở bên này. Sẽ dễ bắt vô không được. Khoan, có khi mình phải là sáng đèn tất cả cái này không ta? Chứ không phải là đi xuyên qua thôi được. Bắt buộc phải đụng vô để cho nó sáng đèn á.
Tôi sợ là không đủ cái lực đâu. Để trước đây mình đục vô cái này cho nó sáng đèn đi, giống như chút nữa cầm. Ok. Xuống đây để mình ngồi với bạn. Rồi, đúng rồi. Kia sáng luôn, nó nằm trong một cái khu vậy. Vì cái trên mình đâu có lên được. Đây, 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 đây. Giờ đêm
cái con nó nằm liệt luôn rồi. Không có cái bút của con đó thì không có tác dụng gì hết cho nó gì hết. Con này nó phải bút mình mới được. Hình như tôi còn thiếu một điểm sáng phải không? À, mấy con này là nó sẽ mang nước đi phân phối khắp nơi nè. Thiếu một con rồi, nãy tôi bò qua thiếu một con dính giữa nè. Ấy ấy, dừng lại. Nó bà lớn đây mà nó đi làm gì? Bóc lột xích lo lộn dễ gì thanh niên à? Ok, bye bye. Con này nhìn kỹ nó giống con gấu nước thiệt luôn á. Anh em biết con gấu nước không? Loài động vật mà sinh tồn bất khả chiến bại luôn. Gần như là nó tiến đến cái xu hướng bất tử luôn. Rồi giờ ai chở mình về? Mưa. Hành trình cứu nước. Vấn đề sao là về nhà đây? Rồi chúng ta coi như đã phá đảo cho chơi, chứ có ý nghĩa nha. Đông Nót Studio Pagi. Dev team gồm có Core team. Chỉ đạo nghệ thuật, sáng tạo nghệ thuật. Chỉ đạo thiết kế rồi. Game đầu tư làm rất nhiều nha. Cái phần hay nhất trong con game này chính là cái phần audio á đó. Phần audio đội ngũ rất là chuyên nghiệp luôn. 1, 2, 3, 4, 5 người. Các cảnh thì làm ít hơn, chỉ có 2 người thôi. Thiết kế nhân vật thì cũng chỉ có 3 4 người. Thiết kế môi trường là cái phần rất tốn rất là nhiều tài nguyên nhân lực vật lực luôn. Đây Lê Đức nữa nè, Chí Tàn Lê Đức nè.
Họ chờ. Ủa game này có lọc tiếng hả ta? Tôi không để ý luôn á. Edit chậm nữa nè. Cái này tiếng Pháp thì tôi không biết ạ. Này là kỹ thuật công nghệ. Ở đây là bắt đầu cái tem dev của chúng ta. Thì anh em làm game solo một mình á, anh em phải gánh tất cả cái vị trí này luôn, đề diệu nữa nè. Này là gốc Việt thôi, giống cái người Việt á. Anh em thấy solo dev là có bao nhiêu việc phải làm chưa? Game này thì UX design nó tương đối đơn giản, tập trung nhiều nhất vô cái phần thiết kế menu và cái phần hướng dẫn thôi. Thực ra cái phần tương tác bằng nút shift á, tôi vẫn không có đề cao lắm. Ghi quá. Đội ngũ marketing thì cũng rất là mới đưa được con game này lên đó. Marketing người ta làm rất là khủng khiếp luôn. Cái này là nhà phát hành. Sau này nếu như tôi có làm game nữa chắc tôi cũng phải tìm nhà phát hành thôi. Chứ tự mình đưa con game lên thì rất là khó khăn. Matthew nè. Bả thiếu này chắc là người Trung Quốc. Thằng con bạch tuộc. Cái này là bản địa hóa, tức là phiên dịch ra rất nhiều ngôn ngữ và thứ tiếng luôn. Hầu hết là tập trung xoay quanh cái tờ note này thôi. Nhưng đáng tiếc là con của Việt Nam chúng ta, một thị trường rất là đông dân nhưng mà tương đối nhỏ. Thì thật sự thì Việt Nam chúng ta đâu có chơi game indie nhiều đâu. Ngoài ra thì tình trạng game lậu game thuốc cũng rất là nhiều, thì tôi cũng chơi thuốc nên không có lên án gì vậy hết. Nhưng mà vẫn chỉ hy vọng một ngày nào đó thì mấy cái hãng phát triển nó lớn họ quan tâm đến thị trường Việt Nam chúng ta nhiều hơn chút, giống như con Cyberman gần đây là có tiếng Việt bản địa hóa chính chủ luôn. Thì một số cái phim như là HBO bây giờ, tuy HBO bây giờ nó bỏ thị trường Việt Nam rồi, Amazon nhé, Amazon nói chung HBO nói riêng tuy bỏ thị trường Việt Nam rồi nhưng mà một vài cái phim hot của họ vẫn có ngôn ngữ tiếng Việt nha. Netflix thì mới tham gia thị trường Việt Nam trong 5-7 năm gần đây thôi, cũng ra một số cái chính sách khá là ưu đãi như giá rất là rẻ nè. Cái thứ hai nữa là có cái gói miễn phí bây giờ họ đã cắt rồi. Thứ ba nữa là họ có ngôn ngữ tiếng Việt riêng cho thị trường Việt Nam mình luôn, cũng đóng thuế đồ rất là đầy đủ chứ không phải là làm lậu chưa lậu hay đâu. Tính ra con game này thì người chơi khoảng là 5-6 tiếng, 5 tiếng. Game tuy ngắn nhưng mà nó rất hay. Nếu làm vài vòng nữa thì nó rất là lan man lạc lối, nên như thế này là đủ rồi. Đặc biệt cái đoạn cuối tạo ấn tượng như thế là được. Ngay từ đầu chúng ta phải đi tiếp nút View End nè. Chín chín tám hai không lẻ ba Victor. Có phật phong lên xem
Ok. Coi chạy hết cái này nó tự động skip qua không? Cảm ơn bạn đã leo. Đây là 6 cái chapter chúng ta. Tôi còn thiếu hai tờ nốt. Này cũng thiếu hai tờ nốt, một cục đá và một cái gậy này. Thiếu 7 tờ nốt. Cái chapter 3 tôi nghĩ là cái chapter là khó nhất. Thiết kế rất là khó luôn. Còn đẹp nhất thì tôi nghĩ là chapter 4. Ấn tượng nhất thì cái chapter cuối, chapter 6. Chapter này thì không có gì để mình thu nhập á, chỉ đơn giản vậy thôi. Thiết kế rất là ấn tượng luôn. Chapter 5 chết. Chapter này số 2 đống đá ta. Với số một cái bức tượng xây nè. Bức tượng xây hồi nãy tôi nhớ là góc trên bên phải đó. Lúc mình đu qua cối xe gió, chỗ ba cối xe gió, hai cối xe gió, góc trên bên phải có hai cái nhánh cây. Mình còn thiếu hai cái này. Thư thì còn thiếu rất là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Coi như chúng ta hoàn thiện con game ở đây. Bye bye anh em. Thì tôi còn đỡ dev rất là nhiều con game. Hai này là coi như xong rồi. Một bản Xbox với một bản mà trên kia. Thì bản Xbox như bản Steam mà không biết sao hai bản này lại xài hai cái logo khác nhau đó. Cái này là bản Steam đó hả? Rồi, bye bye anh em.